Kính chào quý vị đến với chương trình webcast của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Một số nghiên cứu y học trong nhiều năm qua gợi ý rằng uống vitamin E mỗi ngày để bổ sung cho cơ thể có thể giúp ngăn ngừa ung thư tiền liệt tuyến. Nhưng một cuộc nghiên cứu mới cho thấy không những các cuộc nghiên cứu trước đây cho kết quả sai lạc mà dùng vitamin E bổ sung hàng ngày thật sự còn có hại. Mời quý vị cùng theo dõi tường trình sau đây. Trong nhiều năm, nhiều bác sĩ cho rằng dùng vitamin E bổ sung hàng ngày có thể giúp ngăn ngừa nhiều loại ung thư, kể cả ung thư tuyến tiền liệt. Vì thế, các bác sĩ khuyên các nam bệnh nhân uống vitamin E hàng ngày. Một số bác sĩ còn khuyến nghị bệnh nhân uống selenium, một chất khoáng vi dinh dưỡng hàng ngày để ngăn ngừa ung thư. Sau đó, bác sĩ Eric Klein thuộc Trung tâm Y khoa Cleveland Clinic bắt đầu một cuộc nghiên cứu xem vitamin E và selenium có làm giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt đến 25% hay không. Trong cuộc nghiên cứu thực hiện với 35.000 người đàn ông, các nhà nghiên cứu không biết ai trong số này uống vitamin E, ai uống selenium và ai uống viên thuốc giả không có tác dụng. Ông Pat Garrity là một trong số những người tham gia cuộc nghiên cứu. Tôi cho đây là một cơ hội vì cuộc nghiên cứu với tầm mức rộng lớn nhắm có được một số dữ liệu để chứng minh ý kiến cho rằng selenium hay vitamin E có thể có lợi cho sức khỏe. Cuộc nghiên cứu bắt đầu năm 2001, nó kết thúc sớm vào năm 2008 vì những nghiên cứu thấy không có lợi ích gì khi uống vitamin E hay selenium, nhưng các dữ kiện lại cho thấy một điều khác nữa. Vào lúc cuộc nghiên cứu ban đầu kết thúc, chúng tôi lưu ý thấy rằng những người chỉ uống vitamin E thôi có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. Vì thế, các nhà nghiên cứu tiếp tục theo dõi những người đàn ông tham gia vào chương trình nghiên cứu sau khi họ đã ngưng dùng vitamin E và selenium bổ sung. Nhiều người được theo dõi mãi cho tới năm ngoái, đó là lúc các nhà nghiên cứu hiểu rõ được tác động thực sự của vitamin E. Kết quả cho thấy những ai uống vitamin E bị nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt cao hơn 17%. Còn cuộc thí nghiệm với selenium bổ sung vẫn còn đang trong vòng nghiên cứu. Bác sĩ Klein cho biết hệ quả của việc dùng chất bổ sung có thể kéo dài sau khi người ta đã ngưng sử dụng. Đó là lý do tại sao các nhà nghiên cứu đang yêu cầu những người tham gia đến gặp bác sĩ thường xuyên và dự phần vào cuộc nghiên cứu dài hạn về việc dùng vitamin E bổ sung. Cuộc nghiên cứu của bác sĩ Klein đã được công bố trên tờ báo của Hiệp hội Y học Hoa Kỳ, The Journal of the American Medical Association. Đến với voatiengviet.com để xem các video tin tức và phóng sự, tương tác với độc giả khắp nơi, trực tiếp thảo luận trong tạp chí thanh niên, kết nối với các trang mạng xã hội của VOA trên Facebook, Google Plus, Yahoo 360 độ Plus và Twitter, nhận bản tin hàng ngày để vượt tường lửa. voatiengviet.com, thông tin trung thực đa chiều, thông tin để tiến bộ.